Rất vui chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với livestream của nhà Sành đồ si. Ngày hôm nay thì nhà Sành đồ si sẽ giới thiệu đến quý anh chị các sản phẩm áo polo đồng giá là 180k trên một sản phẩm bất kỳ, và quý anh chị mua từ 2 sản phẩm trở lên thì giá chỉ còn là 150k trên một sản phẩm, và toàn bộ các mặt hàng sẽ được free ship trên toàn quốc. Quý anh chị ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398 để nhà Sành đồ si tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà Sành đồ si là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý chị chúng ta phải đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Và vâng, sản phẩm đầu tiên là Sành đồ si giới thiệu đến quý chị là một thiết kế áo polo tông màu nâu. Em này là một sản phẩm áo họa tiết kẻ ngang với mã sản phẩm là A1, chiều dài là 72, ngang là 48 và vai là 43cm. Size của chiếc này sẽ là size L cho quý chị có cân nặng từ 65 đến 70kg có thể lựa cho em này. Về form dáng thì sản phẩm sẽ có một cái độ ôm nhẹ. Bác nào yêu thích cái phong cách gọn gàng lịch sự thì đây sẽ là cái sự lựa chọn rất là hợp lý này. Một con áo cũng rất là trẻ trung để cho các bác chúng ta sử dụng, mình mặc đi chơi đi làm. Mã A1 và độ mới của sản phẩm rất là cao. Tiếp theo mình cùng đến với một con áo tông màu cam. Em này sẽ có mã là A2, chiều dài là 73 và sau là 76, ngang là 53 và vai là 50. Size của chiếc này cũng là size L luôn. Form dáng của sản phẩm sẽ là thiết kế form suông rộng rãi thoải mái, chất liệu là chất vải cốt tông dày dặn. Em này thì lên form dáng rất là chuẩn chỉnh cho quý anh chị. Trước ngực áo thì mình sẽ có một cái thiết kế logo hình thêu rất là sắc nét. Mã sản phẩm là A2 và mọi thông số thì nhà Sành đồ si sẽ ghim lại ở phía bên tay trái màn hình để cho quý anh chị chúng ta tiện theo dõi, và các bác có thể là chúng ta chủ động chúng ta quan sát để lựa ra những cái sản phẩm mà nó vừa vặn nhất với số đo của cơ thể. Tiếp theo mình cùng đến với một thiết kế của nhà Crystal Spring. Em này thì sẽ có mã là A3, chiều dài là 79 và sau là 82, ngang là 54 và vai là 52. Size của chiếc này cũng là size L luôn. Em này thì độ mới rất là cao, chất liệu thì dày dặn này. Các bác lựa em này mặc trong cái thời tiết mùa thu này thì sẽ rất là ok luôn. Tay áo thì có thiết kế bo chun, và sản phẩm của mình chất liệu là 100% chất liệu cốt tông này. Có một vài cái thông tin ở trên tag mác họ đã ghi sẵn cho quý anh chị về, các bác có thể là check lại thoải mái này. Form suông rộng rãi, mã sản phẩm sẽ là mã A3. Mình sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo suông trơn đơn giản với tông màu xanh tham. Em này là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Fila. Để cho các bác chúng ta coi cái logo thương hiệu được thêu và đính luôn ở trên ngực áo này. Mã sản phẩm là A4, chiều dài là 66 và sau là 67, ngang là 52 và vai là 44. Size của sản phẩm cũng là size L luôn. Bác nào thích những cái dòng áo thiết kế suông trơn đơn giản để chúng ta dễ mặc, dễ dùng, dễ phối đồ thì đây cũng là một con áo rất là hợp lý này. Một sản phẩm chính hãng đến từ thương hiệu Fila, độ mới sản phẩm rất là cao, mã A4. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì cái tông màu xanh nhạt, sản phẩm của thương hiệu Uniqlo và mã sản phẩm là A5 với chiều dài là 69, ngang là 57 và vai là 46. Chiếc này sẽ là size L, quý chị từ 65 đến 70 kg có thể lựa chọn. Form suông cực kỳ rộng rãi luôn và chất liệu của mình cũng là chất vải cốt tông. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, một sản phẩm áo tông màu trắng có một cái vài cái họa tiết kẻ sọc ở giữa này. Em này các bác mặc rất là đẹp luôn, rất là lịch sự và nó cũng rất là sang trọng. Mã sản phẩm là A6 với chiều dài là 74, ngang là 49 và vai là 41. Chiếc này cũng là size L và chất liệu của mình sẽ là chất vải cốt tông mềm mịn, thoáng mát và độ thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một em áo tông màu vàng. Cổ áo sẽ là thiết kế cổ tàu, chất liệu của mình là chất vải thể thao. Em này thì là chất liệu không nhăn này, giặt rũ thoải mái, không lo chất liệu bị bài bị nhão. Mã sản phẩm là A7, chiều dài là 65, ngang là 52 và vai là 44. Và size của sản phẩm cũng là size L luôn. Em này siêu mới luôn. Bác nào mà thích những cái sản phẩm tông sáng màu một chút thì có thể là lựa ngay cho mình cái sản phẩm này. Tiếp theo mình đến với một con áo tông màu khá là nổi bật. Em này thì sẽ là cái tông màu hồng đậm. Mã sản phẩm là A8, chiều dài là 70, ngang là 55 và vai là 53. Size của sản phẩm cũng là size L cho quý anh chị chúng ta có cân nặng từ 65 đến 70 kg, hoặc là bình thường các bác vẫn mặc size L thì cứ thế mình lựa chọn theo cái size số mà nhà Sành đồ si đã cung cấp cho quý anh chị. Bên trên này sẽ là tem mác chính hãng của thương hiệu này và chất liệu của em này cũng là chất vải cốt tông. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo chất thể thao của thương hiệu Champion. Em này thì sẽ là thiết kế tông màu đen trơn. Mã sản phẩm là A9, chiều dài là 71 và ngang là 52. Size của sản phẩm sẽ là size L cho quý chị xung quanh từ 65 đến 70 kg. Các bác có thể lựa chọn với cái chất thể thao như này, các bác mặc rất là thoáng mát này, và đặc biệt cái chất liệu này cái độ bền rất là cao. Quý chị có thể mặc hàng ngày ở nhà, mặc đi chơi đi làm, hoặc là các bác mặc đi tập thể dục thể thao cũng được luôn. Một con áo chính hãng của thương hiệu Champion, mã sản phẩm là A9 này. Và chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Đây là một thiết kế áo polo tông màu trắng, những con áo thiết kế rất là basic cơ bản để các bác có thể lựa mặc đi chơi đi làm. Mã sản phẩm là A10 với chiều dài là 61, ngang là 48 và vai là 40. Em này có size M, các bác từ 60 đến 65 kg có thể vừa vặn với em này. Riêng về chất liệu các bác yên tâm, nhà Sành Đồ Si bao chất cho mình, chất vải cốt tông dày dặn lên phong dáng rất là chuẩn chỉnh này. Mã sản phẩm là A10. Và mình đến với sản phẩm tiếp theo, chiếc này thì sẽ là một con áo polo của thương hiệu Dunlop. Em này là tông màu vàng chanh, mã sản phẩm là A11, chiều dài là 62, ngang là 51 và vai là 47cm, cũng là size M cho quý chị chúng ta lựa chọn. Chiếc này thì sẽ là thiết kế form suông rộng rãi, chất liệu mềm mại thấm hút mồ hôi tốt. Tiếp theo mình cùng đến với một con áo tông màu xanh dương. Em này thì là một sản phẩm của thương hiệu Uniqlo, một cái thương hiệu thời trang của Nhật Bản. Form dáng của sản phẩm là thiết kế form suông, mã sản phẩm là A12, chiều dài là 61, ngang là 49 và vai là 42. Chiếc này cũng là size M luôn. Vì chị chúng ta thường mặc size M hoặc là mình có cân nặng từ 60 đến 65 kg là có thể vừa vặn với em này rồi. Độ mới của sản phẩm thì cũng rất là cao. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo cũng là một con áo tông màu xanh dương. Em này thì màu sắc đậm hơn một chút và về chất liệu thì nó sẽ là chất vải thể thao, độ mới rất là cao này. Mã sản phẩm sẽ là mã A13, chiều dài là 63, ngang là 48 và vai là 43. Chiếc này cũng là size M. Bác nào yêu thích các dòng sản phẩm áo thể thao và là những cái thiết kế suông trơn đơn giản thì đây cũng là cái sự lựa chọn rất là hợp lý cho mình. Độ mới cao mà chất liệu thì là chất không nhăn, không bay, không xù. Mã sản phẩm là mã A13. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một con áo tông màu xanh than. Em này thì sẽ là một sản phẩm áo thiết kế lịch sự, nhã nhặn, sang trọng để cho các bác có thể là lựa chọn mình mặc đi chơi đi làm. Phối đồ có thể là mặc chung với các sản phẩm quần jean, quần kaki hoặc là các bác mặc với các cái sản phẩm quần vải công sở cũng rất là đẹp. Mã sản phẩm sẽ là A14, chiều dài là 68, ngang là 57 và vai là 43. Chiếc này có size M cho quý chị chúng ta từ 60 đến 65 kg có thể lựa chọn này. Chất vải là chất cốt tông rất là dày dặn luôn. Nhà Sành Đồ Si bao chất toàn bộ các sản phẩm ngày hôm nay cho quý chị. Tiếp theo mình cùng đến với một sản phẩm áo tông màu xanh nước biển. Em này cũng là một sản phẩm chính hãng đến từ thương hiệu Unibro. Mã sản phẩm là A15 với chiều dài là 65, ngang là 45 và vai là 40. Chiếc này size S này, các bác từ 60 khoảng là từ 55 đến 60 kg là có thể vừa vặn với em này rồi. Độ mới của sản phẩm thì cũng rất là cao. Tiếp theo mình cùng đến với một sản phẩm áo tông màu cam. Em này thì nó sẽ là cái tông màu nhạt thôi, những cái tông màu pastel, mặc lên rất là trẻ trung và cũng rất là dễ để các bác chúng ta phối đồ. Đây là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Tommy này, chất liệu là 100% chất liệu cốt tông, gia công và sản xuất tại Thái Lan. Đó, thông tin thì nó đã ghi sẵn ở trên cái phần tag mác rồi, quý chị có thể là về chúng ta check lại thoải mái này. Mã sản phẩm là A16, chiều dài là 64, và sau là 67, ngang là 52 và vai là 51. Chiếc này thì sẽ là size M cho các bác từ 60 đến 65 kg có thể lựa chọn. Form dáng của em này sẽ là thiết kế form suông rộng rãi thoải mái, độ mới của sản phẩm rất là cao. Tiếp theo mình đến với một sản phẩm áo tông màu xanh nước biển. Em này thì sẽ là họa tiết kẻ ngang. Đây là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Anopamer. Mã sản phẩm là A17 với chiều dài là 61, ngang là 45 và vai là 43. Size của chiếc này sẽ là size S cho các bác từ khoảng 55 đến 60 kg có thể lựa chọn. Chất liệu rất là đẹp luôn, chất vải mềm mịn này và độ thấm hút mồ hôi rất là tốt. Em này có mã là A17. Tiếp theo chúng ta đến với một con áo tông màu đen, một sản phẩm đến từ thương hiệu PROX. Em này thì thiết kế suông trơn đơn giản, không có họa tiết ở bên trên. Chất liệu của mình là chất thể thao rất là mát. Mã sản phẩm là A18, chiều dài là 64, ngang là 50 và vai là 45. Size của sản phẩm là size M cho quý chị từ 60 đến 65 kg có thể vừa vặn với em này. Tiếp theo mình đến với một con áo tông màu xanh rêu. Em này thì thiết kế cổ áo cách điệu là tông màu ghi. Đây là một sản phẩm đến từ thương hiệu Simple Life. Mã sản phẩm là A19 với chiều dài là 68, ngang là 50 và vai là 43. Size của sản phẩm này cũng là size M cho các bác chúng ta lựa chọn này. Một con áo polo thiết kế rất là lịch sự, nhã nhặn. Chiếc này các bác mặc đi chơi đi làm là rất là đẹp luôn. Tiếp theo này mình đến với một sản phẩm áo tông màu xanh than. Em này thì tay áo và vai và cổ áo thì sẽ là có thiết kế đường viền, mã sản phẩm là A20, chiều dài là 65, ngang là 48 và vai là 42. Chiếc này sẽ là size M, form dáng sản phẩm là thiết kế form suông rộng rãi với chất thể thao này, không bay, không nhăn, không xù. Đó, cái độ bền của nó sẽ rất là cao. Mã sản phẩm là A20. Mọi thông số quý chị có thể coi lại phía bên tay trái màn hình của mình. Nhà Sành Đồ Si đã ghim lên rất là cẩn thận và đầy đủ để cho quý chị chúng ta tiện theo dõi rồi. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo họa tiết kẻ ngang. Tông màu của em này rất là đẹp, rất là độc đáo luôn. Bác nào thích những sản phẩm thiết kế trẻ trung năng động có thể lựa ngay em này. Và chất liệu của sản phẩm sẽ là chất cốt tông siêu dày dặn này, lên form dáng chuẩn chỉnh cho mình. Mã sản phẩm là A21 với chiều dài là 67 và sau là 70, ngang là 55 và vai là 45. Size của sản phẩm sẽ là size L cho quý chị từ 65 đến 70 kg có thể lựa chọn. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo tông màu đỏ. Em này có mã là A22 với chiều dài sản phẩm là 72, ngang là 54 và vai là 50. Chiếc này thì cũng là size L này, các bác từ khoảng 65 đến 70 kg là vừa vặn với em này. Chất liệu của mình cũng là chất cốt tông, form suông rộng rãi thoải mái. Cái tông màu đỏ này mặc cũng rất là nổi bật và quý chị cứ yên tâm, cái màu sắc này nó không kén người dùng một tí nào cả, ai cũng có thể sử dụng được và cái tông màu này cũng rất dễ để cho các bác chúng ta phối đồ luôn. Mã A22, độ mới sản phẩm rất là cao. Tiếp theo chúng ta đến với một con áo chất thể thao. Em này là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Hanet này và cái sản phẩm này của mình rất là mới luôn, nên là bác nào chúng ta vừa bạn cũng như là yêu thích cái thiết kế của sản phẩm thì nhanh tay là chốt đơn với nhà Sành Đồ Si. Mã sản phẩm là A23, chiều dài là 71, ngang là 53 và vai là 47. Chiếc này cũng là size L cho các bác chúng ta lựa chọn. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này sẽ là một con áo tông màu xanh rêu. Mã sản phẩm là A24, chiều dài là 75, ngang là 51 và vai là 47. Cũng là một chiếc áo size L cho quý chị từ 65 đến 70 kg là có thể vừa vặn với em này. Sản phẩm này thì sẽ là thiết kế suông trơn đơn giản, không có bất kỳ họa tiết gì ở bên trên, form suông rộng rãi thoải mái này. Mình sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Em này sẽ là một con áo big size. Mã sản phẩm là A25 với chiều dài là 77 và sau là 78, ngang là 66 và vai là 61. Chiếc này size 3XL. Quý chị chúng ta có cân nặng từ 85 kg trở lên thì các bác có thể là vừa vặn với em này. Chất liệu thì rất là dày dặn nên các bác cứ yên tâm, đây là một con áo rất là chất lượng này. Và chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì là một sản phẩm áo tông màu đỏ và họa tiết kẻ ngang, một thiết kế áo chính hãng của thương hiệu Nautica và độ mới của sản phẩm thì cũng rất là cao. Mã sản phẩm là A26 với chiều dài là 67 và sau là 71, ngang là 54 và vai là 45. Size của sản phẩm này sẽ là size L cho quý chị từ 65 đến 70 kg có thể vừa vặn với em này. Tiếp theo chúng ta đến với một con áo tông màu đỏ thiết kế suông trơn đơn giản. Đây là một sản phẩm đến từ thương hiệu Brocat. Mình sẽ có logo và tên thương hiệu được thêu trước ngực áo này. Cổ áo là thiết kế khóa kéo và tay áo cũng như là cổ áo sẽ là có thiết kế đường kẻ viền. Mã sản phẩm là A27, chiều dài là 69, ngang là 54 và vai là 50. Em này thì sẽ là size L, các bác bình thường vẫn mặc size L, hoặc là mình có cân nặng từ 65 đến 70 kg thì yên tâm vừa vặn thoải mái với sản phẩm này. Tiếp theo chúng ta đến với một con áo tông màu xanh đen. Em này thì sẽ là một sản phẩm của thương hiệu Dunlop. Sản phẩm này cũng thiết kế là khóa kéo ở cổ, ngoài ra có một cái đường kẻ ngang trước ngực áo này. Tông màu trung tính tối màu, rất là dễ để các bác chúng ta phối đồ. Mã sản phẩm là A28 với chiều dài là 66, ngang là 53 và vai là 49. Size của sản phẩm là size M cho quý chị từ 60 đến 65 kg có thể vừa vặn với em này và độ mới của sản phẩm này cũng rất là cao. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm áo polo tông màu đỏ. Em này là chất áo thể thao. Mã sản phẩm là A29, chiều dài là 70, ngang là 50 và vai là 43. Size của sản phẩm cũng là size L luôn. Bác nào mà thích những cái sản phẩm áo tông màu nổi bật một chút thì đây cũng là cái sự lựa chọn rất là hợp lý này. Một con áo tông màu đỏ với độ mới rất là cao, mã A29. Tiếp theo mình muốn đến với một sản phẩm áo tông màu cam. Em này là một thiết kế của thương hiệu Uniqlo, được gia công và sản xuất tại Việt Nam. Mã sản phẩm là A30, chiều dài là 72 và sau là 74, ngang là 64 và vai là 50. Chiếc này size 2XL cho quý chị từ 75 đến 80 kg kg có thể lựa chọn này. Độ mới cao, chất liệu của mình là chất cốt tông dày dặn, lên form dáng rất là chuẩn chỉnh. Mã sản phẩm là mã A30. Tiếp theo mình cùng đến với một sản phẩm áo tông màu rất là trẻ trung. Em này là một con áo tông màu xanh nước biển với độ mới rất là cao. Mã A31, chiều dài là 59, bụng ngang. Xin lỗi quý chị, chiều dài là 59 này, và sau là 61, ngang là 45 và vai là 37. Em này thì sẽ là size S thôi, các bác từ 55 đến 60 kg có thể vừa vặn với em này. Và về form dáng thì nó sẽ là một con áo mặc lên khá là gọn gàng. Tiếp theo thì chúng ta đến với một sản phẩm áo tông màu hồng nhạt. Em này là họa tiết kẻ ngang, mã sản phẩm là A32, chiều dài là 76 và sau là 78, ngang là 49 và vai là 43. Chiếc này thì sẽ là size L này. Và cái sản phẩm này thì sẽ là một thiết kế của thương hiệu Uniqlo, cũng là được gia công và sản xuất tại Việt Nam luôn. Họ đã để sẵn ở bên trên cổ áo rồi, các bác về các bác có thể là check lại thoải mái này. Về chất liệu thì em này cũng là chất vải cốt tông, form suông rộng rãi thoải mái cho quý chị. Chúng ta có cân nặng khoảng từ 65 đến 70 kg có thể vừa vặn với em này. Mã sản phẩm là mã A32. Tiếp theo mình đến với một con áo tông tối mỏng. Em này là một sản phẩm áo tông màu xanh than, một thiết kế áo rất là đẹp này, thiết kế rất là tinh tế tỉ mỉ. Ở chiếc này thì sẽ lại gần một chút cho các bác. Chúng ta coi cổ áo này, cổ áo thiết kế hai lớp đó, nó sẽ có một vài các cái chi tiết cách điệu ở đây. Mã sản phẩm là A33 với chiều dài là 67, ngang là 49 và vai là 41. Size của chiếc này sẽ là size M cho quý chị có cân nặng từ 60 đến 65 kg có thể lựa chọn em này. Tông màu thì nhìn chung nó là cái tông màu trung tính tối màu, rất là dễ để cho các bác chúng ta phối đồ luôn. Và mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một sản phẩm áo họa tiết kẻ ngang. Em này thì là một thiết kế áo với tông chủ đạo nó sẽ là tông màu đen trắng này. Cổ áo thiết kế có khóa kéo và có một cái túi vuông nhỏ trước ngực áo cho các bác chúng ta sử dụng. Mã sản phẩm là A34 với chiều dài là 64, ngang là 50 và vai là 44. Size của sản phẩm này là size M, quý chị từ 60 đến 65 kg có thể lựa cho em này. Cái họa tiết kẻ ngang là một cái họa tiết rất là cơ bản này, mặc lên vừa trẻ trung vừa năng động nhưng mà cũng rất là lịch sự để các bác có thể sử dụng mình mặc đi chơi đi làm. Tiếp theo sẽ là một con áo tông màu nâu nhạt. Em này là một sản phẩm chính hãng của nhà Anopamer. Mã sản phẩm là A35, chiều dài là 68, ngang là 45 và vai là 40. Chiếc này cũng là size M luôn. Bác nào yêu thích cũng như là vừa vặn với sản phẩm thì nhanh tay là chốt đơn với nhà Sành Đồ Si. Em này thì độ mới cũng rất là cao, với chất liệu thì sẽ là chất vải thấm hút mồ hôi tốt này, mặc lên thoáng mát dễ chịu. Tiếp theo mình đến với một sản phẩm áo tông màu xanh nước biển. Em này là một sản phẩm áo suông trơn đơn giản, cũng không có quá nhiều họa tiết ở bên trên. Chất vải là chất thể thao cực kỳ thông thoáng này, và sản phẩm sẽ có mã là A36, chiều dài là 69, ngang là 58 và vai là 48. Size của sản phẩm là size XL cho quý anh chị có cân nặng từ 70 đến 75 kg có thể lựa chọn em này. Form suông rộng rãi thoải mái, chất liệu không bay, không nhăn, không xù. Các bác giặt rũ máy giặt thoải mái cho mình này. Cái độ bền của sản phẩm nó sẽ rất là cao và tông màu này mặc lên cũng rất là nổi bật. Mã sản phẩm là A36. Chúng ta cùng đến với sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay. Em này sẽ có mã là A37, là một con áo tông tối mỏng, nó sẽ là tông màu đen và với chiều dài của sản phẩm sẽ là 73 này, ngang là 45 và vai thì sẽ là 44. Size của chiếc này sẽ là size M. Các bác chúng ta có cân nặng khoảng từ 60 đến 65 kg là có thể vừa vặn với em này. Về chất liệu thì em này thì sẽ là cái chất vải cốt tông, một sản phẩm rất là đẹp luôn. Để cho các bác chúng ta coi logo chính hãng này, quý chị cứ yên tâm, nhà Sành Đồ Si cam kết với mình toàn bộ các mặt hàng đều là chính hãng hết. Em này thì sẽ có mã là A37 và đây sẽ là sản phẩm cuối cùng kết thúc phiên live ngày hôm nay. Dạ vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự ưng ý. Nhà Sành Đồ Si sẽ được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Và đừng quên là ủng hộ nhà Sành Đồ Si bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà Sành Đồ Si ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.